Mình xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại kênh Di Động Ninh Thuận, kênh chia sẻ kiến thức cho các bạn làm YouTube với chủ đề là đú trend để kiếm thu nhập. Đấy, thì sau một thời gian mình nghiên cứu rất là nhiều cái cách làm và cách phát triển kênh YouTube, thì cho đến thời điểm hiện tại thì cái cách này mình chia sẻ cho các bạn là cách hiệu quả nhất. Các bạn không tốn kém một đồng xu nào, các bạn cũng có thể phát triển một cái kênh YouTube lên tốc độ nhanh, có thu nhập cao. Đấy, với chủ đề là đú trend thì các bạn biết rồi, đú trend thì nó thật sự là cái sự kiện nóng, cái trào lưu hiện nay. Các bạn cũng hiểu là ai cũng biết là nó rất là nóng luôn các bạn. Nó nóng nhiệt độ mà phải nói là thời điểm cho đến thời điểm hiện tại này, nó nóng lên 100 độ C, thậm chí 1000 độ C các bạn. Nó nóng dữ như vậy đó. Đó. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách các bạn đú, các bạn để kiếm thu nhập, thì cũng như những người đi trước thôi các bạn. Nhưng mình hướng dẫn ở đây á các bạn, phải nghe cho thật là kỹ nha, làm theo mình nha. Đó, làm sai mình hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Đó, các bạn nhớ và lưu ý. Bạn nào mới làm, hoặc là bạn nào muốn làm, hoặc là làm lâu mà kênh không phát triển được, hoặc là những bạn nào từ giờ chưa có cái ý tưởng, cái suy nghĩ gọi là làm YouTube, mà nếu có vô tình xem được cái video này thì các bạn nên lắng lại, xem cho hết video đi. Mình dám đảm bảo với các bạn rằng không phí thời gian của các bạn một chút nào đâu. Đấy, thay vì lâu nay các bạn làm khán giả đúng không, các bạn vào các bạn xem, đôi khi các bạn bị ức chế nữa các bạn, vì hiện tại nói chung là về bên cô Nguyễn Phương Hằng và bên thầy Thích Minh Tuệ, nói chung là một cái cuộc tranh cãi rất là gay gắt luôn. Đó, các bạn cũng đã biết rồi đó. Thì thay vì lâu nay các bạn làm khán giả thì bây giờ các bạn làm cho mình cái kênh YouTube đi nha, để kiếm thêm thu nhập. Đó, thay vì mình hóng chuyện đúng không, mình không có được gì hết mà mình tức nữa, trong khi người ta đã làm ra hàng chục triệu mỗi ngày các bạn, hàng chục triệu mỗi ngày rồi đấy. Người ta, đó là cái nghề nghiệp của người ta, người ta làm hàng chục triệu mỗi ngày, còn trong khi mình xem nó vừa mất thời gian mà nó không được cái gì cả mà lại ức chế, thì đó là một điều nói chung là rất là ngớ ngẩn các bạn, rất là vô lý các bạn. Đó. Nên chúng ta cái gì thì cái, chúng ta phải nhìn vào những cái sự thật. Cái sự thật thì không bao giờ mà nó thay đổi các bạn. Xin lỗi các bạn nha, mình vừa mới bận câu chuyện một chút. Nói chung là nói tới đâu quên rồi ta. Tới cái chỗ mà tức là thay vì mình ngồi mình hóng chuyện đúng không? Mình hóng chuyện trong khi người ta kiếm vài chục triệu mỗi ngày rồi. Đó. Thì các bạn hãy nhìn vào cái thực tế. Cái thực tế thì không bao giờ thay đổi. Ha. Đấy. Cái gì cái, muốn làm cái gì làm, muốn quan tâm cái gì, thì cái việc đầu tiên hãy xem lại cái bếp nhà mình cái đã các bạn nha. Coi thử cái bếp nhà mình nó còn được bao nhiêu ký gạo, nấu được bao nhiêu ngày. Đấy, cái đó là cái điều quan trọng mà nó rất là thực tế. Đấy. Nếu như mà cảm thấy gạo nó gần hết đó, thì lo mà kiếm tiền nha. Còn chuyện đời mà nói về mà quan tâm một cái vô nghĩa các bạn, nó không có lợi ích, thì tốt nhất cũng đừng nên quan tâm nhiều. Tại sao cái tình hình này nó nóng lên là bởi vì những cái con người kiếm tiền thôi các bạn. Thật sự riêng cái quan điểm của mình thì nói chung là mọi thứ nó đều diễn ra một cách mình nghĩ rằng là bình thường thôi các bạn. Vì đây là công nghệ số,
công nghệ số. Ai cũng có thể một lúc nào đó sẽ nổi lên vì cái công nghệ bây giờ, YouTube, TikToker đấy, những người làm truyền thông các bạn. Nói chung là chỉ cần có một cái hiện tượng lạ nào thôi thì có thể là một nốt nhạc người ta trở nên thành một người rất là giá trị các bạn. Đấy. Mình thì mình chia sẻ cho các bạn làm, các bạn đú trên, các bạn kiếm thu nhập thôi. Nhưng mình cũng nói một xíu để cho các bạn hiểu. Các bạn hiểu rồi, các bạn nắm bắt, các bạn làm. Đó. Vì đây là cơ hội mình nghĩ rằng ngàn năm có một. Mà những người YouTuber trước đây muốn phát triển một cái kênh lên thật cực kỳ khó và khó luôn các bạn. Không hề đơn giản một xíu nào. Nhưng cái thời điểm hiện tại thì các bạn cũng đã nhìn thấy có nhiều kênh. Tức là nhiều kênh mình nghĩ rằng nó lên mà kể cả bản thân mình có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mình làm YouTube này. Mà mình cũng không nghĩ rằng cái tốc độ mà nó lên ngọn một như vậy các bạn. Tức là mình đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn hiểu là cái tốc độ nó lên như thế nào thì các bạn hiểu nha. Thay vì chúng ta muốn có một cái quả chúng ta ăn thì chúng ta phải trồng cây. Mà trồng cây thì chúng ta mất ít nhất cũng phải vài năm. Đó là tùy theo từng loại cây các bạn. Đấy, cây ngắn hạn hay là cây lâu năm. Đấy. Cây lâu năm thì phải chờ. Mình nói ví dụ là phải mất 5 năm. Đấy. Còn những người làm YouTube này mới này, đú trên này các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng và hình dung như một người khác. Tự dưng một người không có gì và không biết cái gì các bạn, bằng một người khác họ mang, họ bứng một cái cây to mà cái cây đó nó luôn có trái sẵn các bạn. Họ bứng, họ tự bứng, họ khiêng về nhà người đó họ trồng, rồi người đó chỉ có việc hái trái mà ăn thôi các bạn. Ăn xong rồi tưới nước rồi ăn thôi. Đấy. Các bạn hiểu như vậy thì các bạn, mình nói như vậy để cho các bạn hiểu, các bạn nắm bắt, các bạn làm, là cái đó là cái lợi hại của cái việc đú trend các bạn. Đấy. Mà có rất là nhiều kênh như vậy luôn. Đấy. Nên thành ra khi các bạn đú trend với cái chương trình của mình chỉ dạy cho các bạn, thì mình luôn mong muốn các bạn làm những cái điều tốt đẹp nhất có thể. Tức là mình làm những cái việc mà đạo đời cho phép, không xúc phạm đến người khác. Đó là cái mình mong muốn. Làm với cái tinh thần là mình vui vẻ, hài hòa. Nếu có thể hòa hợp, hòa giải để cho đoàn kết, cái tình yêu thương, cái tình đồng bào, cái tình dân tộc, đó là một điều cao đẹp và thiêng liêng các bạn nha. Chứ như hiện nay nhiều người đú trend theo cái kiểu bất chấp, tức là họ luôn nghĩ ra những cái câu chuyện thậm chí là bị đặt không có thật các bạn. Họ cũng có thể dựng lên hay là họ công kích một đối tượng nào đó, họ nhắm vào đó họ để tấn công. Thì họ làm như vậy mục đích là để nhằm sự hiếu kỳ và tò mò của những vị khán giả để câu view, câu like. Đấy, mà câu view, view càng nhiều thì tiền càng nhiều. Chính vì những cái điều đó, vì họ kiếm tiền quá nhiều, đôi khi họ quên mất luôn cả bản thân của mình. Đồng tiền nó nhiều quá các bạn, đôi khi nó chia mờ đi cái lý trí, cái sự háo thắng và háo quyền lực. Nói chung là con người ta đại khái là mình dùng cái từ là mất kiểm soát. Đồng tiền nó tự nhiên đùng nó vô quá nhiều, con người ta mất kiểm soát. Đấy. Nên các bạn thấy đó,
các bạn xem. Có những người mình như hiện tại á, thì mình thấy, như các bạn cũng thấy chứ không phải riêng mình, là nó có hai phe rất là rõ ràng. Nhưng mà thực sự trong đó nó còn nhiều phe nữa. Nhưng mà những cái phe kia, những cái phe mà họ đứng bên ngoài á, thì mình không có nói. Nhưng mà thật sự về bên hai phe là phe ở đây là phe nào? Thì thứ nhất là phe ngủ của cô Nguyễn Phương Hằng, thứ hai là phe bên của thầy Thích Minh Tuệ. Đấy. Mình tức là mình nói ở đây để mình hướng dẫn cho các bạn hiểu, các bạn thấy, mà chắc chắn mình không nói ở đây thì các bạn cũng đã thấy, ai cũng thấy rồi, cả đất nước Việt Nam và cả thế giới người ta đều thấy cái điều đó. Nhưng mình muốn nhắc lại để cho các bạn nhớ, các bạn làm. Với một người như chúng ta đó các bạn, nếu mà mình cứ ngồi mình suy luận, hay là mình tự mình suy diễn các bạn, mình suy diễn về một cái nhân vật nào đó, thì đó là những điều mình thấy mình biết thôi, mà nó đúng với mình thôi. Nhưng mà người đối với người khác chưa chắc nó đã đúng các bạn đó. Nhưng nhiều người đú trên họ vẫn thừa biết cái điều đó, nhưng họ cố tình các bạn, cố tình họ dựng lên để nhằm thu hút khán giả đó. Họ cố tình họ dựng lên. Cho đến thời điểm hiện tại này thì mọi việc nó đi thật là xa rồi các bạn. Cái lúc đầu á, mình nói bây giờ mình nói từ cái lúc đầu cho đến thời điểm hiện tại. Thật ra trong cái thời gian đầu á, thì 100% là những YouTuber họ vào đó là mục đích là họ đú trend, họ kiếm thu nhập để họ phát triển kênh. Nhưng đến thời điểm hiện tại này thì mình cũng thấy ra được một điều nữa các bạn. Cũng có một số nhỏ thôi các bạn, một số ít thôi. Một số ít họ vẫn dùng một cái gì đó, một cái quyền năng, một cái tâm thức, cái tâm thức, nói chung là cái lương tâm của họ, họ làm nữa các bạn. Đó, tức là họ thấy những cái gọi là họ thấy cho rằng là nó có một cái gì đó nó bất bình, nó không được đúng đắn, là họ bên dịch. Nói chung là thì ngoài cái đó thì nó vẫn có dính dáng một chút thu nhập, nhưng mà cái thu nhập thì nó không có còn nhiều như lúc trước nữa các bạn. Cái lúc trước 100% là người ta nhắm vào đó là người ta khai thác để kiếm tiền, nhưng mà bây giờ thì nó lại khác nữa rồi đó. Nhưng mà trong đó vẫn còn nhiều người họ mục đích của họ là kiếm tiền đấy. Nên các bạn làm, các bạn hết sức là lưu ý. Rồi đặc biệt các bạn làm, các bạn không được copy, hoặc là nói chung là dùng những cái video của người khác, tức là dùng từ ăn cắp đó các bạn. Ăn cắp những cái video ngắn của người khác để chèn vào cái video của mình, để gây sự chú ý, hấp dẫn cái video của mình, rồi để phân tích. Đó là điều không nên các bạn. Tại vì sao không nên? Các bạn dùng như vậy đó thì cho đến thời điểm hiện tại thì đúng là những kênh họ đang làm rất là nhiều, nhưng mà nó không có vấn đề. Thật sự là hiện tại nó không có vấn đề các bạn. Nhưng trong tương lai thì chắc chắn một điều, coi chừng nó bị đánh bản quyền các bạn. Cái điều đó là trong tương lai không ai chắc chắn được. Tại vì những cái video đó không phải là video của mình tự sản xuất ra, mà mình ăn cắp các bạn. Đó, một lúc nào đó người nào đăng ký bản quyền là tất cả những người ăn cắp video từng khúc vài chục giây, mấy chục giây cứ ghép vô là dính bản quyền các bạn. Về như cô Nguyễn Phương Hằng này thì có khả năng là nó không dính bản quyền, vì ngay từ đầu cô Nguyễn Phương Hằng không dùng cái sự uy tín của mình để khai thác cái tiền của YouTube các bạn, hay là tiền của các nền tảng mạng xã hội. Cô Phương Hằng thì không có dùng cái điều đó. Nhưng về bên thầy Thích Minh Tuệ là các bạn hết sức là lưu ý. Vì hiện tại là bây giờ là công ty chỉ cho phép, nói thì cho phép thôi, nhưng mà mình nghĩ người là của công ty các bạn, tức là ba kênh của công ty được phép vay thôi các bạn. Còn những kênh đú trên còn lại, vay
Nói chung là có hình ảnh thầy Thích Minh Tuệ hoặc là những lời nói của thầy Thích Minh Tuệ, coi chừng một ngày nào đó gần đây đánh bản quyền. Khi mà YouTube nó đã đánh bản quyền đó các bạn, thì chắc chắn một điều rằng những cái kênh đó mình nghĩ là YouTube nó khó luôn. Tại vì thật sự họ lấy rất là nhiều cái video của thầy Thích Minh Tuệ và những cái lời nói của thầy Thích Minh Tuệ, họ ghép vô rất là nhiều cái video của họ để gây sự chú ý đó các bạn, để câu view đó, rất là nhiều luôn. Nhưng mà hiện tại thì chưa, nhưng mà sắp đến đây sẽ bị các bạn đó. Tại vì khi mà bên công ty mà đăng ký bản quyền các bạn là chắc chắn sẽ dính. Tức là bản quyền ở đây là bản quyền bảo, để bảo vệ cái sản phẩm của họ các bạn, sản phẩm của công ty họ, hình ảnh cho đến âm thanh các bạn đó. Nên hết sức là lưu ý nha, không được ăn cắp nha. Nhưng mà các bạn nếu mà quay về thầy Thích Minh Tuệ, các bạn bây giờ, các bạn ví dụ như các bạn quay vlog về Gia Lai, quay lúc mà thầy đi khất thực đó, các bạn quay vẫn được. Nhưng các bạn quay những cái hình ảnh gọi là bên ngoài các bạn, tức là nhiều bà con của bác đến đó để đánh lễ thầy đó các bạn. Các bạn quay vòng vòng xung quanh đó để cập nhật cái tình hình, hoặc là thầy đi ngang qua quay một cái cũng không sao. Đấy. Nói chung là đó, các bạn quay như vậy thì ok nha. Hoặc là các bạn ngồi ở nhà, các bạn cũng có thể nêu lên cái quan điểm của mình. Nhưng mà cái quan điểm đó phải chính trực các bạn, chứ không phải vì câu view bất chấp mà chửi búa luôn xung hết. Chửi búa luôn xua, trong khi người ta không có đụng chạm tới mình. Nên cái luật nhân quả thì không có chừa một ai. Ai gây nên tội thì người đó lãnh thôi các bạn. Chứ đừng nghĩ rằng mình câu view, mình kiếm tiền lúc này nó nhiều, mình nghĩ rằng mình sướng các bạn, không phải đâu. Coi chừng cái số tiền kiếm nhiều đó chưa chắc đã hưởng được các bạn. Thà rằng mình kiếm ít thôi, nhưng mà mình làm một cách trong sạch các bạn, để mình kiếm tiền. Còn cái việc đú trend kiếm tiền, tại vì YouTube nó là, mình xác định đó là một cái nghề. Mà cái nghề kiếm tiền thì nó không có sai các bạn, nó không có tội các bạn. Ai cũng vì cuộc sống mưu sinh, ai cũng phải có một cái công việc để kiếm một cái nguồn thu nhập. Thứ nhất là lo cho bản thân, thứ hai là lo cho gia đình, không? Đấy. Còn nếu có dư giả nữa thì làm chút từ thiện. Đấy. Ai cũng phải như vậy thôi các bạn, ai cũng phải làm, không làm việc này thì làm việc kia thôi. Nhưng mà hiện nay đó, rất là nhiều người đổ xô vào làm YouTube các bạn. Vì YouTube hiện tại phải nói là những cái kênh nào mà phát triển lên được thì nghề YouTube là nhất rồi đó các bạn. Rất là ngon lành. Rất là ngon luôn. Nhưng mà các bạn thấy không? Không có ai chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề này cả. Chẳng qua là có những cái kênh, nhiều cái kênh họ tranh cãi với nhau, rồi họ ghét nhau, họ đấu đá nhau, rồi đôi khi họ khui khui ra một chút. Cái kênh làm có nhiều người họ nói là YouTube họ làm ngày mấy chục triệu hoặc là vài triệu gì đó các bạn. Các bạn cũng chắc cũng mình nghĩ là cũng có nghe, nhưng mà họ nói vậy là xong thôi các bạn. Nhưng các bạn cũng không thể nào hiểu và hình dung được sao mà nó vài chục triệu, đúng không? Đó. Vài chục triệu thì các bạn cứ tính theo cái lượt view các bạn, tức là 1.000 lượt xem là lượt một đô, đó là thời điểm hiện tại của Việt Nam. Còn như những kênh mà bên nước ngoài các bạn, hoặc là những người nước ngoài thì nó cao hơn các bạn. Nhưng mà mình ở Việt Nam, mình tới Việt Nam đi, cứ 1.000 lượt xem là một đô. Thì các bạn mình nói như vậy đó, các bạn xem video của mình rồi, các bạn xem video của những người mà các bạn theo dõi và lâu nay, thì các bạn cũng thấy được là họ đăng một cái video lên bao nhiêu giờ, bao nhiêu lượt view, thì các bạn cũng có thể nhẩm ra tiền được. Thì các bạn hiểu là nó nhiều khủng khiếp cỡ nào. Đây nè, bây giờ mình cho các bạn xem những cái video này. Này 12 giờ trước nè, 20.000 lượt xem này các bạn. Đấy. Đây, rồi cái này 13 giờ trước nè. Đó, đú trend, thật sự bạn này đú trend cũng đỉnh đó các bạn.
Nói chung là cũng tranh thủ ra video rất là nhiều nha. Đây, 9,6 ngàn nè, coi như gần 10 ngàn nè. Rồi, cái này là 15 giờ trước là 45 ngàn nè các bạn. Đây, thì nhìn sơ qua là một ngày nay, một ngày là có 3 cái video này các bạn. Đấy, 60. Nói chung là 3 cái video này hiện tại là gần 70 ngàn rồi nè. Nhưng mà cái này nó còn lên nữa các bạn nha, tại vì nó mới có mười mấy giờ à. Nói chung nó lên mấy ngày lận các bạn. Đó thì ba cái video này nó có thể lên, nếu mà nó lên, nó lên trong cho 3 ngày nữa các bạn, 3 ngày nữa đi. 3 ngày nữa thì ba cái video này cũng có thể là nó lên hơn 100 ngàn này các bạn. Đấy. Hơn 100 ngàn. Hơn 100 ngàn là hơn 100 đô, thì mình cho 100 ngàn là 100 đô đó các bạn. Đấy. Đây, xuống những cái video dưới này, đó. Mấy chục ngàn. Thật sự cái kênh này thì nó đu nè. Nhưng mà cái kênh này á, mình nhìn chung qua cái kênh này nó đu, nó cũng khác với những cái kênh mình chia sẻ trước. Tức là anh này anh đu, nhưng mà anh làm theo cái cách của anh thì mình thấy cũng được đó. Tức là anh không có để nè, những cái video này anh không có để hình thầy Thích Minh Tuệ và cô Nguyễn Phương Hằng đó, không có, anh để cái hình của anh thôi. Đấy. Chỉ có lâu lâu vẫn có này đó. Đó, đa số là hình của anh thôi, nhưng mà nhiều người họ đú các bạn, tức là cái hình tiêu đề này á, đây này, ví dụ như cái đây là sao, bắt đầu anh để rồi nè. Như cái hình tiêu đề này á, là người ta đa số là để cái hình, một là cô Nguyễn Phương Hằng, hai là thầy Thích Minh Tuệ. Nói chung là để luôn cả hai người các bạn. Hầu như là tất cả những người đú trên họ đều để như vậy. Rồi họ kèm theo những cái dòng chữ nóng hót thế này thế kia, hay là cực sốc gì đó, hay là thế này thế kia, để khá là như vậy các bạn. Để gây chỉ cái hình tiêu đề, khi các bạn lên YouTube là các bạn sẽ nhìn thấy cái hình không? Đó, ví dụ như các bạn xem video mình cũng vậy, các bạn thấy cái hình đó, cái hình tiêu đề các bạn nhập vào các bạn xem. Đấy, đó là đú trên các bạn. Thấy dễ không? Nhiều kênh lên rất là nhanh nha, lên nhanh mà thấy khủng luôn các bạn. Bây giờ để mình vào phần giới thiệu. Giới thiệu này thì kênh này tham gia ngày 2 tháng 6 2021 các bạn. Hiện tại là 6.063.230 lượt xem. Đấy, 30 lượt xem. Thì 6 triệu này thì chúng ta bây giờ quy đổi ra thì cũng được 6.000 đô rồi nè các bạn. Thật ra video cũng ít các bạn. 297 cái video thôi. Mới có 36.2000 người đăng ký thôi. Đấy, kênh này thật sự mới đu thôi. Tham gia thì năm 21 á, nhưng mà không phải làm 2 năm năm 21 đâu các bạn. Thật ra kênh này chắc mới đu cái từ lúc thầy Thích Minh Tuệ hoặc là mới đây thôi các bạn, chứ không có đu lâu đâu. Đó, mới đu đây thôi. Mình nghĩ là mất vài tháng hoặc một năm trở lại đây thôi. Đây mà nó lên đỉnh không? Rồi bây giờ mình muốn biết rõ ràng luôn, bây giờ mình tìm xuống cái video đầu tiên các bạn là mình biết ngay thôi. Cho các bạn xem cái video đầu tiên anh này anh đăng vào ngày mấy, tháng mấy, ha, năm nào. Thật sự rất là dễ, tại vì anh này mình thấy cũng ít video mình xuống được, chứ còn có nhiều người họ lên tới hàng ngàn rồi mình xuống không nổi các bạn. Lâu, nó mất thời gian. Đấy. Mình xuống là mình biết liền. Ha, đây này, này xuống này dưới đây này thấy không? Đó bắt đầu thấy không? Cô Nguyễn Phương Hằng. Thầy Thích Trung Quang. Ố, đây này. Đó, đấy ha, đúng rồi, đú hồi cái vụ thầy Thích Minh Tuệ này. 2 tuần trước à, trời ơi, nãy giờ mình xuống tới đây mở máy 2 tuần trước thật bạn. Thật ra đúng là mới đủ mạnh này các bạn. Đấy, mới có 3 tuần trước mà ra biết bao nhiêu cái video rồi. Mới làm thôi, vậy là mới làm thôi các bạn. 4 tuần trước mạng hơi chậm. Thầy Thích Bình Đạo nữa nè, không, nói chung là bu không chừa ai hết các bạn.
Đấy, nói chung là đú trend là như vậy các bạn, cứ nhân vật nào nóng là đú thôi các bạn. Rồi đây này, cái vi đúng rồi, y rồi đó, đú đú từ thời thầy Thích Minh Tuệ. Đó, cái kênh này các bạn nhìn nè, mới làm 4 tháng trước thôi các bạn. Này, cái video đầu tiên nè, đó, mình đoán không sai luôn nè. Đó, cái video đầu tiên nè, 347 lượt xem. Đó, cho đến thời điểm hiện tại này, 347 lượt xem, 4 tháng trước. Đấy, các bạn nghĩ một cái video đầu tiên mà đăng thầy Thích Minh Tuệ, tức là một kênh không có cái gì hết các bạn, từ một cái kênh gọi là một cái kênh mới đó các bạn, mà cái lượt xem cỡ này là cũng rất là nhiều nha các bạn nha. Chứ các bạn mà đăng về chủ đề khác không có lượt xem luôn các bạn, trừ khi các bạn buồn buồn các bạn vào các bạn xem thì nó cho được một lượt xem đấy, chứ còn bình thường là không có đâu đấy. Nếu hùng lắm, nếu mà đăng về chủ đề khác nha, cái kênh này lâu nay nha, bây giờ tìm vài chục view còn không ra nữa các bạn. Đó, các bạn từ đó các bạn sẽ thấy được cái sự đú trend nó rất là lợi hại. Không, cái lượt người đăng ký lên cũng nhiều, mà view lên cũng khủng nữa, mới có 4 tháng thôi. Đó, rất là khiếp, đú trend lợi hại lắm các bạn. Đó, mình chia sẻ này, mình nói không phải là mình nói cho các bạn chạy theo cái trào lưu này, các bạn tham gia để chơi vui chứ. Cái đây là mình chia sẻ cái nghề nghiệp nghiêm túc nha các bạn nha. Đây là nghề nghiệp mình chia sẻ cho các bạn nghiêm túc đàng hoàng đó. Các bạn làm các bạn kiếm thu nhập, chứ không phải mình ngồi đây mình cũng không có rảnh, mà các bạn cũng không có rảnh mà ngồi nghe, đúng không? Mình cũng không có rảnh làm cái vấn đề này. Đấy, đó nên mình đú trend, mình hướng dẫn cho các bạn đú, mà mình làm một cách nghiêm túc thì các bạn nghe, các bạn cũng cố gắng làm nghiêm túc như mình vậy đó. Tại khi các bạn làm nghiêm túc nó mới lên nha, nhanh nha. Các bạn nếu có thể, các bạn mới đủ đó, mình khuyên các bạn cố gắng làm sao một ngày vài cái video, nó ít nhất cũng phải được 3 cái hoặc là 5 cái, 7 cái, nói chung nhiều nào tốt nấy nha. Khả năng của các bạn, nhất là các bạn trẻ nha, các bạn mà mới tuổi mà thanh niên ha, tuổi 20 nha, 25 nha, đó tuổi mới lớn các bạn sung, nói chung là tuổi trẻ còn sức khỏe rất là nhiều, nói chung các bạn cày cho nhiều lên, tôi cày 5-10 cái cũng được, 20 cái, thậm chí 30-40 cái các bạn cũng được, nhiều nào tốt nấy thôi. Nhưng nhiều nhưng mà vẫn xoay quanh chủ đề là cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Thích Minh Tuệ, không làm chủ đề khác. Còn các bạn làm chủ đề khác không có một view luôn, chứ đừng nói là lên ngàn view phát triển kênh nha. Làm chủ đề mà khác là tặc lắc liền, không đu được đâu, vì đây là ngàn năm có một cơ hội. Nếu mà cơ hội này đi qua thì cũng sau này có thể có, nhưng mà nó lâu lắm các bạn, chứ không phải dễ có đâu. Nếu mà cái vụ này mà nó chìm xuống rồi thì coi như là mọi chuyện đứng lại các bạn, các YouTube cũng đứng lại các bạn. Rồi lúc đó họ sẽ tả ra, họ đi tìm những cái gì họ quay các bạn, mò cua bắt ốc ra đồng gì đó, tắm sông tắm ao gì đó các bạn. Nói chung là tả là đi quay các bạn, hoặc là đi tìm lên hóc núi gì đó, nói chung là lên núi đi quay những cái gì gọi là sẽ gây ra cũng sự hiếu kỳ đó các bạn. Đó, họ nói chung họ đi tìm, họ đi săn các bạn. Săn tức là những cái độc lạ gì đó. Không, rồi vô tình biết đâu họ đi săn, họ đủ đâu, cái lượng YouTube nó nhiều, cái này Việt Nam hiện tại tính hàng trăm ngàn người, thậm chí hàng triệu luôn các bạn. Thì họ tả ra họ đi săn biết đâu một năm vài năm tới nữa cái vụ này mới biết nó chìm xuống, họ đi săn, họ săn một túng một cái gì đó nó độc lạ nữa các bạn. Rồi bắt đầu vô tình độc lạ một kênh chia sẻ rồi bắt đầu nhiều kênh nó bu lại, bắt đầu nó tập trung, nó bu lại, nó quay, không gọi là đú trend tiếp á, bu lại nó quay. Rồi trong một thời gian ngắn tích tắc, trong vòng chưa được 30 ngày thôi là một cái chủ đề đó nó sẽ hot lên nữa. Đấy, nó nóng lên nữa, không nào, nó có thể. Đó là cái dự đoán của mình các bạn. Nên mình nghĩ rằng cái thời buổi công nghệ này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra các bạn, đặc biệt là cái mạng xã hội, nó lên như diều gặp gió vậy, lên mà chúng ta không thể nào mà tưởng tượng được và hình dung được. Đấy, nó lên tận mây xanh lẫn các bạn, nó lên như vậy đó, lên dữ lắm, lên mà không thể nào mà ngăn cản lại được đâu. Nó cứ các bạn làm đi, không làm là mất cơ hội này chờ lâu lắm đó. Mà không biết là chính bản thân mình đây nè,
mà các bạn không làm, các bạn nghe video mình rồi mà các bạn không làm. Mình nghĩ rằng không biết bao giờ mình mới tìm ra được những cái cách nào để chia sẻ cho các bạn nhanh nữa. Chứ thật sự hồi trước, cách đây vài năm về trước, mình cũng đã chia sẻ cái nghề YouTube rồi cho nhiều người làm. Mà trong cái thời đó các bạn, mình cũng lấy ra mình phân tích, mình lấy ra những cái kênh mình phân tích thu nhập rồi đó, rồi view rồi đó nó lên nha. Nhưng mà thật sự những cái kênh hồi trước mình phải nói khâm phục họ. Họ làm bằng cái công sức mồ hôi của họ, họ phát triển các bạn, họ lên. Thì điều đó mình rất là tôn trọng. Nhưng mà mình làm, tức là mình lấy ra cái hình ảnh ra, lấy ra những gì để mình hướng dẫn, mình chỉ cho các bạn, mình chỉ ra cho các bạn thấy đó. Rồi mình hướng dẫn cho các bạn làm YouTube một sổ. Tôi nói thiệt các bạn, nó dù nó chửi má nghèo luôn á. Nó chửi mình, thấy nhiều khi mình thấy mình cũng nản các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ, mình nghĩ là mình không có nản nữa các bạn. Có gì đâu mà chửi, tại vì mình giúp các bạn làm YouTube. Còn cái chuyện các bạn làm hay không là chuyện của các bạn. Còn lỡ ông nào ông ngơ, ông vô ông chửi thì kệ ông các bạn. Không, quan tâm ông chi. Mình chỉ cho ông kiếm tiền, mà ông kiếm tiền ông quen được là ông chửi mình các bạn. Đó người ta gọi là làm ơn mắc quán đó các bạn. Nó cái đời nó nhiều cái nó nghịch vậy đó các bạn. Chừng nào mà chắc như mấy ông đó thì chắc mình nghĩ rằng chắc cầm cục tiền đó 5 triệu 10 triệu trước mặt ông cho ông mới kêu là mình người tốt hay sao á. Con người nó nhiều cái nó vô lý như vậy đó các bạn. Tức là người ta giúp mình để kiếm tiền, người ta giúp mình, người ta tạo ra cho một cái nghề, người ta chỉ cho mình một cái nghề để mình kiếm tiền, mà mình vô cớ mình quay lại mình chửi người ta. Nó thật sự nó vô lý lắm các bạn. Đấy. Nhưng mà về bản thân mình thì mình làm YouTube mình rất là hiểu về những cái vấn đề đó, tại vì trong cái xã hội mà hàng nói chung là khán giả thì có người này người kia, không thể nào là tốt hết hoặc là xấu hết các bạn. Nó cũng có những cái thành phần lộn xộn như vậy. Thì chính vì những cái thành phần lộn xộn đó làm cho con người mình càng ngày càng phát triển hơn các bạn, càng nhận thức rõ ràng và đúng đắn hơn, hoàn thiện hơn. Đó, tức là nó phải luôn có hai chiều, hai luồng ý kiến mới giúp cho con người chúng ta mỗi ngày sống tốt hơn các bạn. Chứ còn bây giờ mình làm cái gì, ai cũng vào rồi ai cũng khen hết trơn hết trọi à. Đôi khi cái mình quên mình luôn á các bạn. Mình nghĩ rằng mình tốt á, mình chủ quan luôn các bạn. Đấy, phải có một người nào đó chê đi. Nó chê thậm tệ luôn các bạn, chửi má ơi luôn. Nó chửi như vậy mình mới rút ra được những cái bài học, rồi mình mới xem xét lại cái bản thân của mình và những cái hành động và hành vi của mình, và mình là ai, mình đang làm cái gì, công việc gì. Đấy, mình phải tự xem xét lại, đúng không? Đó, nó nhiều vấn đề các bạn. Đó, video này cũng dài rồi các bạn. Chắc mình hẹn lại gặp lại các bạn video sau đi ha. Nãy giờ nói nhiều quá rồi các bạn ơi. Để dành video sau nói nữa nha. Cứ theo dõi đi. Có cái gì hay mình chia sẻ, mình cách nào mà nhanh nhất, hiệu quả nhất, kiếm tiền nhiều nhất mình chia sẻ cho các bạn. Đó, bạn nào thấy hữu ích thì cho một like, đăng ký kênh nha, để theo dõi. Chứ không đăng ký là các bạn khi mình ra video, có thể là video này các bạn thấy, nhưng mà video sau mình đăng lên các bạn không thấy đâu. Tại bây giờ nó nhiều, nó lõm các bạn. Đấy, nên các bạn phải đăng